Xin chào các em học sinh, rất vui vì được gặp lại các em ở trong bài thứ 15, đó là phong trào dân chủ từ năm 1936 đến năm 1939. Trong bài học này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là tình hình thế giới và trong nước. Nội dung thứ hai đó là phong trào dân chủ từ năm 1936 đến năm 1939. Trong video này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung thứ nhất, tức là tình hình thế giới và trong nước. Nửa đầu thập kỷ 30 của thế kỷ 20 thì tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến động. Đầu tiên thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tình hình thế giới. Cuộc khủng hoảng của hệ thống tư bản chủ nghĩa với những cái mâu thuẫn gay gắt và toàn diện thì đã dẫn tới xuất hiện những cái chủ nghĩa phát xít, một hình thức thống trị cực kỳ tàn bạo mà bọn tư bản độc quyền đã sử dụng hòng cứu vãn cái chế độ tư bản. Với sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít mà trục chính của nó đó là Roma của Ý, Berlin của Đức và Tokyo ở Nhật Bản. Những cái nước phát xít này thì đã giáo giết chạy đua vũ trang, dẫn đến nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Trước tình hình chủ nghĩa phát xít đang phát triển rất là lớn mạnh, thì vào tháng 7 năm 1935 thì Quốc tế Cộng sản đã tiến hành đại hội lần thứ 7 tại Moscow với sự có mặt của 65 đoàn đại biểu. Đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương đó là do đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu, lần đầu tiên tham dự đại hội. Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản thì đã quyết định những cái vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình thế giới về sau. Xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân đó là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình, giành tự do và dân chủ. Ngoài ra thì còn phải xây dựng một cái mặt trận thống nhất rộng rãi. Dưới ánh sáng của những cái nghị quyết đại hội thì các đảng Cộng sản Pháp, Tây Ban Nha hay là Trung Quốc đã làm nòng cốt trong việc xây dựng một cái mặt trận dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết mọi lực lượng chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, đòi dân chủ và tự do. Và tháng 5 năm 1936 thì mặt trận nhân dân Pháp giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Và đến tháng 6 năm 1936 thì đã lập ra một cái chính phủ mới. Trước sức ép của Đảng Cộng sản và các cái phong trào cách mạng Pháp thì chính phủ đã thi hành một số những cái điểm trong cái chương trình tranh cử và mặt trận nhân dân Pháp. Với các nước thuộc địa thì chính phủ nước này đã có 3 quyết định rất là quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam nói riêng và các nước thuộc địa nói chung. Đó là trả lại tự do cho tất cả các cái tù chính trị. Thứ hai đó là thành lập ủy ban điều tra tình hình ở các cái thuộc địa. Và thứ ba đó là thi hành một số những cái cải cách xã hội. Tình hình thế giới là như thế, còn tình hình ở Việt Nam thì cũng có những cái biến động nhất định. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tình hình ở trong nước. Như đã nói thì Đảng Cộng sản Pháp lên cầm quyền thì đã thực hiện những cái chính sách có lợi cho các cái nước thuộc địa. Một trong số những cái chính sách đó là thành lập ủy ban để điều tra tình hình của các cái thuộc địa. Chính vì thế mà khi mà biết được cái chính phủ Pháp sẽ cử phái viên sang điều tra tình hình ở Đông Dương, cử toàn quyền mới, sửa đổi luật bầu cử vào viện dân biểu, ân xá một số tù chính trị, nới rộng quyền tự do và báo chí. Lúc này ở trong nước thì có nhiều đảng phái chính trị hoạt động với nhiều xu hướng khác nhau như về đảng cách mạng, đảng cải lương hay là đảng phản động. Các cái đảng này thì tận dụng điều kiện để đẩy mạnh hoạt động, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. Trong tất cả các cái đảng phái trên thì Đảng Cộng sản Đông Dương là một cái đảng mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ và chủ trương rõ ràng nhất, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ nhất. Trong cái cuộc khai thác thuộc địa thì tình hình kinh tế xã hội ở trong nước cũng có nhiều biến động. Đầu tiên đó là về kinh tế. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 thì thực dân Pháp ở Đông Dương đã tập trung đầu tư khai thác thuộc địa để bù đắp vào những cái sự thiếu hụt về kinh tế ở chính quốc. Về nông nghiệp thì thực dân Pháp đã tìm mọi cách để cướp đất của nông dân để làm đồn điền, nông dân rất khốn khổ, nông nghiệp chủ yếu là độc canh, trồng lúa. Các cái đồn điền của Pháp thì trồng cây công nghiệp như cây cao su, cây cà phê hay là cây đay, cây gai. Còn về công nghiệp, các cái ngành như khai thác mỏ cũng được đẩy mạnh, công nghiệp nặng thì ít phát triển hơn và đặc biệt thì phát triển một số những cái ngành như công nghiệp nhẹ. Còn về thương nghiệp thì chính quyền thực dân đã độc quyền buôn bán thuốc phiện, muối, rượu
để thu lợi nhuận cao hàng nhập vào nước ta chủ yếu lúc này đó là các cái máy móc hay là các cái hàng thủ công nghiệp tiêu dùng. Hàng xuất khẩu đi thì chủ yếu là khoáng sản, nông sản để phục vụ cho chính quốc. Nhìn chung thì những cái năm 1936 đến năm 1939 là giai đoạn để kinh tế Việt Nam khôi phục và phát triển. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lúc này thì vẫn còn lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp. Xã hội Việt Nam ở trong giai đoạn này thì cũng có những cái biến đổi nhất định. Cơ bản thì đời sống của các cái tầng lớp nhân dân thì gặp nhiều khó khăn do những cái chính sách tăng thuế của thực dân Pháp. Vì thực dân Pháp thì đã tìm mọi cách để cướp đất của người nông dân, nên lúc này thì người nông dân đã không còn đủ ruộng để cày và phải chịu những cái siêu cao thế nặng. Còn công nhân thì đã thất nghiệp, những người mà có việc làm thì lương lại rất là thấp. Tư sản dân tộc thì làm ăn khó khăn cũng bị thực dân Pháp chèn ép. Còn một số giai cấp khác như tiểu tư sản, trí thức hay là công chức hoặc là thất nghiệp hoặc là có mức lương rất là thấp. Nhìn chung về xã hội thì mọi người dân thì đều khốn khổ và khó khăn. Chính vì vậy mà họ đã rất là hăng hái tham gia đấu tranh đòi tự do, cơm áo, hòa bình do Đảng ta lãnh đạo ở các cái phong trào năm 1936, năm 1939. Với những cái sự thay đổi về hoàn cảnh ở trên thế giới cũng như ở trong nước thì đã tạo điều kiện để cho các cái phong trào dân chủ từ năm 1936 đến năm 1939 đã có những cái thay đổi nhất định và phát triển hơn. Giai đoạn năm 30-31, sự phát triển của giai đoạn này như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn theo dõi kênh để cùng cô tìm hiểu những cái sự phát triển của phong trào dân chủ từ năm 1936 đến năm 39. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.